chán đất ta ngủ. Hello mọi người, em lên tiếp nha. Ủa này sao quấn đây vậy? Đi chưa đem lên mà. À luôn hai cái kia luôn. Trời ơi chị mất vui quá vậy. Trời ơi con chị, nó làm đây dơ quá chị. Bộ ơi, có cái dẻ đâu không? Để quạt nó đấy, để em hai quá cái này thay dọn lại đó. Đi ngủ đi. Xem nha, giờ này chưa ngủ nữa. Hello mọi người ơi. Đường dài thanh thang bước đi trên con đường dài. Hello Thiên Nhật. Trời ơi, chị với lại chị Thúy với chị Bộ mới nói là nhờ em mua giùm muối. Mọi người đang ăn muối mà muối dở quá. Hỏi nó hả? Chị đang hỏi nó đó hả? Hỏi nó có lương không? Có lương chưa? Rồi chừng nào lấy lương? Sắp rồi. Rồi em lên đây, em lên đây. Hello chị Kiết Nhân. Làm anh mai hỏi tập thể luôn em mua. À muối Tây Ninh em nha. Chị biết một tên muối là muối Tây Ninh. Muối gì mà ngon ngon, đừng có mặn mà cũng đừng có ngọt. Muối muối vừa vừa. Tại vì hôm nay mấy chị mua cái muối gì mà trời đường nó còn nguyên một hộp cũng là muối Tây Ninh mà chắc muối giỏm ấy, muối rẻ tiền á. Ủa 10 ngàn mà 1 ký. Ký là hai ạ. Trời mấy chị ngồi ăn khí thế luôn, chê dở nhưng vẫn ăn em ạ. Ăn hai quả sung uống hết can nước rồi. Từ ngày mai em hết đau tử vì sung luôn. Hay là đau không? Không, người ta nói là ăn sung bớt đau bao tử mà. Không có rồi, chị chưa nghe. Chị chưa nghe hả? Giờ chị nghe, giờ chị ăn đi cho chị đỡ hết bao tử. Chị ăn khí thế đi không? Xem bao tử của chị nó hết đau hay là nó nặng thêm. Nặng thêm là tại lỗi bé ba. Khi nào thì chị biết, chị nằm bệnh viện là biết nặng rồi đó. Lắm nha. Rồi lên. Trời mua mấy loại thôi thôi. Em ăn loại nào em thấy ngon là em mua được rồi. Mua loại nào ngon. Đừng rồi, có mua nhiều. Mấy chị ăn chùa chứ mấy chị có trả tiền đâu em mà em mua cho lắm. Sao biết không trả tiền? Rồi có trả tiền không? Bây giờ chốt một câu trên live cho mọi người nghe nè. Có trả tiền đúng không? Anh thử cái đã. Chị lấy mấy thủy. Chị chốt cho người ta mua chứ chị nói mắc không không rồi sao người ta mua. Chị với bé mập là 1 ký rồi. Ui 300 ngàn. Em với bé mập 1 ký rồi. Em này size M mọi người nha chứ mà xám 300 ngàn 1 ký là kg nha. Size M chứ mà xám, mà size ML mà xám chị em mà xám, mà xám 1 ký về người nửa ký. Muối thì cứ nhiều lắm bộ. Để đi, để ăn muối từ cơm. Sao chị sai suy nghĩ quá à? Đỡ vốn đồ ăn. Chia ra. Chịu khó mua chiếc cây về biết hết chứ chị không mua chiếc cây về sao hết được. Không. Mua muối mà về mua chiếc cây sao hết được. Tập trung vô làm, không ăn uống gì nha. Ăn hoài, ăn gì đâu, người mập như heo. Bữa 12 ngày xuống là 1 ký nay lại lên lại được 4 ký mấy rồi. Lên nhanh thật. Ăn miết hả sao? Ăn miết thì ăn không ngừng.
sướng lại còn lấy hơi ông địa nữa, tối ngày uống trà sữa nữa. Không, mấy ngày nay mới được uống trà sữa. Nay cũng uống cái gì nữa? Muối ăn lạng thôi, ăn cả ký dữ vậy. Nha, mấy chị. Mấy chị ăn ký thôi em ơi. Rồi, em lên đây. Một ký, ý là mua một ký chia ra đầu người đấy em. Em này size M chứ mã caro. Chia đầu người mỗi người một là hai lạng. Phải chi mà mua thì sơn hào hải vị đồ ha. Mua cua bự đồ mà vậy được cái ngon ha. Ăn toàn trộn bánh tráng chứ đâu có chứ ăn. Chứ mã caro giùm em caro. Rồi mà em xanh mọi người nha. Em này size ML chứ cho em mã xanh. Mã xám. Mã xanh giùm em, mã này nè, mã xanh giùm em, mã xanh. Caro của chị Thuyết Nhân. Rồi bản hoa mọi người nha. Em này size L, XL cho mã hoa. Size L, XL mã hoa. Size L, XL mọi người nha. Mã hoa giùm em nè, mã hoa. Ý cái mẹ này dễ thương quá. Em này có thêu ở đây một tẹo mọi người nè. Mà ở đây có lỗi mọi người ha. Em này size ML. Size ML cho em mã lỗi 20. Hoa của chị Caroline. Size ML lỗi 20. Ui các bạn đi xinh lắm nhưng mà bị lỗi mọi người nè. Em này bị lỗi đây nè. Chốt cho em mã xanh lỗi 20 luôn. Mã xanh lỗi 20 giùm em bạn này nha. Xanh lỗi 20 nè. Rồi bản caro mọi người nha. Em này size ML. Chốt cho em mã caro lỗi 20 luôn. Size ML caro lỗi 20 nha. Caro lỗi 20. Xanh lỗi hả? Xanh lỗi 20. Xanh lỗi 20 là các bạn màu xanh, xanh đen. Xanh lỗi 20 của chị Vân Vân. Rồi bản họa tiết nè. Em này size L, XL chứ mã họa tiết. Size L, XL mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Size L, XL mọi người nha. Mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Caro lỗi hay caro lỗi 20. Caro lỗi 20 của chị Phương Hồng Đào. Trời ơi. Rồi bạn xám mọi người nha. Em này size ML chứ mã xám. Em này em thấy để đây có chữ Fila nè. Size ML mã xám giùm em. Mã xám. Hòa tiết của chị Caroline. Một em xanh coban mọi người nè. Này xanh coban hay xanh navy ta? Xanh navy chứ. Em này size 2X, 3X, 4X vừa nha, chứ mã xanh. Xám của chị Hoàng Vy. Mã xanh giùm em. Rồi bạn đen mọi người nha. Em này size L cho tới 2X men vừa cho mã đen. Có mũ. Size L 2X men vừa mã đen giùm em nè. Mã đen, mã đen, mã đen. Rồi, một bảng màu gì đây em không biết luôn. Em này màu hồng hả mọi người? Như vậy em này hơi mỏng nha. Em này size L cho em mã hồng. Size L mã hồng giùm em, mã hồng. Size L cho mã hồng, mã hồng. Cái gì vậy? Nó cũng ăn xong rồi. Rồi em này dễ thương mọi người nha. Hồng của chị Caroline. Em này size M nhỏ. Em này 40-45kg là đẹp. Chứ mà vàng, vải đẹp. 40-45kg mọi người nha. Mà vàng giùm em nè, mà vàng. Rồi bạn trắng mọi người ơi. Bạn trắng này đẹp không mọi người? Em này phải size XL nha. Em trắng này bị lỗi đây nè mọi người nè. Em này size 1X 2X mọi người nha. Chứ em mã lỗi 20 luôn. Lỗi 20. Rồi bạn xám oversize. Em này size XL nha mọi người nha. Chứ mã xám. Vàng bởi chị Quy Lam. Size XL mã xám giùm em bạn này nè. Mã xám giùm em. Mã xám. Lỗi 20 của chị Caroline. Rồi đây nào cái khoác. Em này size SM thôi. Chứ em mã mã khoác, size SM mã khoác giùm em. Xám của chị Khiếp Nhân. Rồi bạn xanh mọi người nha. Em này size M, em này là xanh tím. Chứ mã xanh. Size M mã xanh giùm em nè. Mã xanh, mã xanh. Rồi em lá mọi người nha. Em này size L, XL cho mã lá. Size L, XL mọi người nha. Mã lá giùm em nè. Mã lá, mã lá. Quá của chị Trang Trang. Size S, em này tầm 40kg thôi mọi người. Chứ giùm em mã nhỏ. Size S mọi người nha. 40kg thôi mọi người ơi. Mã nhỏ giùm em nè, mã nhỏ. Xanh của chị Quy Lam. Rồi bản xanh luôn mọi người. Lá của chị Hân Hân. Một em xanh rất là xinh.
Em này size L mọi người nha, size L cho chị em mã xanh, cái này yêu lắm. Size L mã xanh giùm em, cái này mọi người cột sau hay cột trước đều được. Size L cho chị em mã xanh, mã xanh. Bản này đẹp. Mã xanh. Rồi bản đen mọi người nha. Em này size ML. Size ML cho mã đen, bản này vải xuống lắm, mã đen giùm em. Size ML cho mã đen, mã đen giùm em, mã đen. Xanh của chị Ngọc Anh. Đen của chị Khiết Nhân. Trời ơi mấy cái phiên bản này siêu đẹp đúng mọi người. Cái này mọi người cho em 10.000 thôi. Cái sau mọi người về mọi người theo thùa may vá cũng được, cái kiểu rất là đẹp. Hoặc là mọi người mua sơn á, cái loại sơn mà để phun vải nó không có bị cứng đâu nha mọi người nha, nó rất là mềm. Người vẽ lên cho mã lỗi 10, size L, XL lỗi 10. Lỗi 10 giùm em. Rồi em này bị bạc nhẹ bên này, màu xanh, xanh cốm rất là đẹp, bị bạc nhẹ nha. Em này size ML nha mọi người nha. Size ML cho chị em mã xanh lỗi 20. Lỗi 10 của chị Bạch Cuộc Bự Cơ. Xanh lỗi 20, xanh lỗi 20. Ôi trời ơi. Bản này nè, xinh chưa, màu be bị ốp màu. Em này size L nha mọi người nha. Cho mã be lỗi. Be lỗi 10. Be lỗi 10. Xanh lỗi 20 của chị Phương Hồng Đào. Áo này bị bạc nhẹ cái tay luôn mọi người, nhưng mà cái này phải để ý kỹ thì kỹ mới thấy luôn. Rồi, cho cho em mã xanh đen lỗi 20, bạc nhẹ cái tay. Xanh đen lỗi 20 giùm em, size ML. Bé lỗi 10 của chị Quy Lan. Bé lỗi 10. Bé lỗi 10. Chị chưa bé. Rồi, áo này size M nhỏ. Áo này 40 45 kg là đẹp thôi, size S thôi, 40 45 kg đẹp. Cho cho em mã sơ mi nè. Xanh đen lỗi 20. Xanh lỗi hình như chốt rồi. Xanh lỗi nào con? Chốt mã sơ mi giùm em nè. Mã sơ mi size S 40-45kg. Xanh lỗi chốt rồi nha chị 64. Quý các bạn đi xinh quá. Em này size M cho mã nâu. Xanh đen lỗi 20 của chị Thí Vương Phạm. Size M mã nâu giùm em nè. Sơ mi của chị 64. Size M cho mã nâu nghe. Size M cho mã nâu. Nâu của chị Hoàng Vy. Rồi mà em dây mọi người nha. Em này size size M nè mọi người nè, cái mã dây. Size M mã dây, hôm nay tối nay em phải bán, chỉ tiêu của em là bán hết khoảng tầm 400-500 cái gì để em mới được đi ngủ mọi người. Tại vì mấy bữa nay em nghỉ xong rồi mấy chị làm hết hàng rồi, mấy chị hôm nay không có hàng làm nữa. Cho nên là mọi người ráng thức nha. Rồi bản sơ mi em này mỏng nha, nhưng mà rất là đẹp luôn ấy. Em này size M, L, XL đều được cho mã sơ mi. Em này mỏng nhưng mà lụa tơ rất là đẹp. Mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Sơ mi giùm em. Đây là một bản Uniqlo mọi người ơi, oversize. Uniqlo oversize mọi đây người nè. Đây là chị Mia Trần. Em này size size L, XL nha, chứ mã uni. Uni giùm em. Chị Mia Trần trên xin inbox số điện thoại vào đây. Mã uni mọi người nha. Uni giúp em. Rồi, em này size. Em này size L. Size L cho giờ em mã sát nách. Size L mã sát nách giùm em nè, size L mã sát nách. Sơ mi của chị Minh Châu Lê. Ba dây hả, chị không biết có không nữa. Đây nhìn sơ sơ là chị Mai Mèo. Nhìn sơ sơ là chị không thấy rồi. Cái này của bé mọi người nha. Cái này của bé khoảng tầm 30 kg, 35 kg đầm của bé chứ mà bé. Của chị Khiết Nhân. Mà bé giùm em nè, mà bé, mà bé. Rồi, bản này xinh lắm. Em này size L cho tới 2X men vừa cho mã tay ngắn. Size L 2X men vừa mã tay ngắn cho em, mã tay ngắn. Size L 2X men vừa mã tay ngắn, các bạn thun này siêu sướng. Bạn thun này sướng lắm luôn, mọi người mặc đã lắm. Đây là những cái bản mà 89 ngàn mà bị không đủ đơn hay là không lấy đâu mọi người nè đó.
Em này size L mọi người nha, chứ mã đen. Size L mã đen giùm em nè. Mã đen. Đường dài thay thang bước đi trên con đường dài. Em đen của chị Thiết Nhân. Rồi bảng caro oversize. Cái này size 1X, 3X chứ mà caro. Bé là cái bạn caro màu hồng, đúng rồi. Chị chốt chị cái bạn gì rồi? Con này là cái gì? Cái gì quên rồi á, không biết nữa. Caro của chị Thiết Nhân. Caro giùm em nè. Ủa cái này là em đọc là mã gì vậy mọi người? Em đọc này là mã gì vậy? Chứ mã rộng đi. Size 1X, 3X em vừa mã rộng giùm em nè. Mã rộng. Size M. Chú cho em mã sọc. Rồng của chị Hoàng Vy. Size M mã sọc. À cái đó là chú là tay ngắn. Không nhớ mọi người. Size M chú mã sọc. Rồi bảng caro luôn mọi người ơi. Cái này size M chú mã caro. Size M mọi người nha, mã caro giùm em nè. Mã caro. Sao của chị Tuyên Phan. Rồi bảng hoa mọi người nha. Cái này size 1X, 3X chứ mã hoa. Size 1X, 2X, 3X mang được nè. Mã hoa giùm em. Mã Trang hoa của chị Trang Trang. Rồi bảng xám mọi người nha. Size M, L, XL vừa chứ mã xám. Size M, L, XL vừa mã xám giùm em. Mã xám. Rồi em bi mọi người nha. Em này size L chứ cho em mã bi. Size L mã bi giùm em. Size L chứ cho em mã bi. Mã bi giùm em. Mã bi. Sáng của chị Góc Bình Yên. Chị Góc Bình Yên cho em xin inbox số thoại và bi. Rồi bảng hoa vàng siêu xinh luôn. Em này size M chứ mã hoa vàng. Bi và chị Phép nha. Size M mã hoa vàng giùm em. Size ML được mã hoa vàng. Hoa vàng. Rồi bảng hoa nhí size M cho giùm em mã hoa nhí. Size M mã hoa nhí giùm em. Mã hoa nhí, hoa nhí. Hoa vàng của chị Vi Nguyễn. Hoa nhí. Rồi bảng yếm chị Khiết Nhân ơi. Chị qua Vi Tết Nguyễn rồi. Cho em xin inbox số thoại vào đây. Chắc chị không cần yếm nâu nữa đâu. Cái này cho bé khoảng tầm 30 kg thôi. Cho mã bé nè, mã bé giùm em mã bé. Nếu phải cố cho em xin một chấm nha chị. Mã bé giùm em. Một bảng caro linen mọi người ơi. Caro linen rất đẹp luôn. Size ML cho em mã caro. Bé của chị Khiết Nhân. Size ML mã caro giùm em nè. Mã caro, caro. Ủa hai nhí xin gì mà mọi người. Chị Vi Nguyễn cho em xin số điện thoại ở trên line đi để em in ra nha chị. Size L, XL cho em mã sọc. Size L, XL mã sọc giùm em. Mã sọc của chị Samobu cho em xin số trên line để em in ra đi chị Vi Nguyễn. Size L, XL mã sọc giùm em. Chị Vi này là khách cũ rồi hay khách mới? Dạo này lừa đảo gọi nhiều lắm. Chị cho trong inbox. Chị Vi Nguyễn đó, cho trong inbox rồi nè. Nè chị. Đây nè. Trùng tên hả? Trùng tên. Nè đó.
Dạ của chị Quy Lan, chị cho em xin inbox cho em. Like để em in ra chứ chị trùng tên nó khách cũ bên em đấy chị Vi Nguyễn. Thôi chị cho trên like đi, xong rồi chị cho xong rồi em in ra xong rồi chị xóa nha. Ok. Rồi em hoa mọi người nha. Em này size M nè. Size M cho em mã hoa, hoa này hoa tím mọi người. Em này size M mã hoa giùm em mã hoa. Rồi một bản khoác vàng nha. Em này size M L được cho em mã vàng. Dạ lấy rồi nha chị. Mã vàng giùm em. Rồi một bản hoa đen mọi người ơi. Em này size L cho em mã đen dài lắm. Size L mọi người nha. Mã đen giùm em bản này nè, mã đen. Hoa mã đen. Rồi một bản mềm. Em này to lắm, em này form châu Âu nha. Em này phải 2X cho tới 4X cho mã mềm. Vàng của chị Samobo. Sam 1X, 2X, 3X được nè, mã mềm nhiều em. Đen của chị Thúy Vương Phạm. Mã mềm. Ý mã này là dễ thương lắm mọi người nè. Cưng ông, nhưng mà bạn này bị lỗi rồi. Bạn này bị rách ở đâu đó mọi người, mà dưới cái tà. Nói chung là nếu mà không nhìn kỹ sẽ không thấy đâu. Em đây, em đem đi dò nó mà em còn không thấy nữa. Đâu chị kiếm thôi coi. Sao em? Ở dưới tà á. Không phải nó hoa mày khó tiền á. To đây đây. Đây. Ở dưới tà mọi người. Quen quá. Rồi lỗi chị lấy. Quen ha. Chị... lỗi của chị khách nhân nha. Chị báo em đây là chị biết quen ngay luôn. Rất nhiều ở sau. Rồi. Em này size ML nha mọi người nha, chứ mã xám nè. Size ML mã xám giùm em, mã xám. Mã xám giùm em. Rồi bảng xanh mọi người nha. Em này size M thôi chứ mã xanh. Form suông mã xanh thì em mã xanh. Rồi bảng dây hoa. Ui bạn đi cưng quá ha. Dây hoa em này size ML chứ gì em mã hoa. Size ML mã hoa giùm em. Sáng của chị Vân Vân. Rồi bảng này hoa nhí mọi người ơi. Em này size M chứ mã hoa nhí. Xanh của chị Samobo. Size ML mã hoa nhí. À, size SM mã hoa nhí. Size SM mã hoa nhí giùm em, hoa nhí. Hoa của Kim Thi. Rồi bản này còn mới mọi người nha. Size ML chứ mã mới. Size ML mã mới giùm em nè, mã mới. Hoa nhí của Kim Thi. Size ML mã mới giùm em nè, mã mới, mã mới. Một bản xám mềm lắm, size M mọi người nha. Bản này xám đen, chú gì em mã xám. Size M mã xám giùm em nè. Mới của chị Hải Yến. Rồi bản caro xinh lắm mọi người ơi, nhưng mà bản này bị lỗi đây tí vàng vàng ở đây một tẹo thôi mọi người. Mọi người bỏ cái cổ xuống là không thấy ha. Cái này size M nè, chú gì em mã lỗi. Size M mã lỗi giùm em nè, mã lỗi nha. Một bản vàng điệu là điệu chất linen. Cái này size M luôn chứ mã vàng. Mã vàng giùm em có cầu vai hai bên nha. Rồi bản dây mọi người ơi. Em này size L chứ mã dây. Dạ lỗi là bản caro đó. Lỗi của chị Góc Bình Yên. Size ML được mã dây giùm em nè, mã dây. Vàng của chị Khiết Nhân. Rồi em sọc phối mọi người nha. Em này size M chứ gì em mã sọc. Size M mã sọc giùm em nè. Dây của chị Jessly. Size M mọi người nha, chứ mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi bản xanh neon mọi người nha. Em này size M chứ cho em mã xanh. Xanh neon. Sọc của chị Tuyên Phan. Size M mã xanh giùm em nè, mã xanh giùm em, mã xanh. Rồi bản caro.
Em này size ML chứ mã caro. Size của Kim Thuy. Size ML mã caro giùm em, mã caro. Mã caro nha. Ờ bạn xanh lỗi luôn mọi người ơi, bạn này lỗi có tẹo à. Em này size ML được nè. Size ML lỗi có tẹo 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 ở đây nè. Cho mã lỗi nè, chấm trắng nè. Caro của chị Ngọc Anh. Size ML mã lỗi giùm em. Mã lỗi ở dưới cũng vậy, có hai chấm trắng tẹo tẹo tẹo. Mã lỗi. Rồi bạn trắng lỗi luôn mọi người nè. Em này dễ thương không? Cái tay nè. Đây, trắng lỗi vàng tẹo 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 ở đây. Em này size L nha mọi người nha. Size L cho mã trắng lỗi. Lỗi của chị Jet đi. Trắng lỗi giùm em, trắng lỗi. Rồi bạn xanh đen. Em này size L XL cho mã xanh đen. Trắng lỗi của chị. Trắng lỗi của Thiên Nhật. Size L XL mã xanh đen giùm em nè. Xanh đen, xanh đen. Rồi bạn phối luôn. Em này size L. Size L cho em mã phối. Size L mã phối giùm em, mã phối, mã phối. Mã phối. Nó không ngủ vậy chị. Xanh đen của chị Vân Vân, phối của chị Thiết Nhân. Chứ là hôm nay nó uống trúng lộn cái chuốc gì rồi, hay nó uống cà phê hả? Hay uống trà chữa, quá liều. Em này size ML ít, size ML đẹp bị bạc bạc ở cái vai này nhưng mà bạc nhẹ lắm. Chú cho em mã xám lỗi. Size ML mã xám lỗi giùm em. Buồn ngủ rồi đó. Đặt xuống thì cũng không chịu xuống. Ủa các bạn xanh này bị lỗi gì vậy chị bộ? Tay. À cái bạn này cũng bị bạc hai cái vai này. Xám lỗi của chị Jet đi. Ủa? Nhật, em mới đi coi phim về đúng không? Chứ mã xanh lỗi. Size ML xanh lỗi tự nhiên em nhớ. Xanh lỗi giùm em. Rồi em này size. Size M chứ mã chin. Xanh lỗi của chị Vi Nguyễn. Size M mã chin giùm em, mã chin. Dạ, mã nó chin. Khuya lắm, khi nào em về nó mới đi ngủ. Size M mã chin giùm em. Cho nên nó lùn. Nó lùn, nó lùn chân ngang. Nó lùn giống em. Ý bản sọc này đẹp quá. Size ML chứ mã sọc. Bản này đẹp lắm nè chị Khiết Nhân nè. Size ML mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi, một em màu nâu size M chứ mã nâu. Size M mã nâu giùm em bạn này. Mã nâu, mã nâu. Chín. Không ai chú. Sọc của chị Khiết Nhân. Rồi bản màu tím đẹp quá à. Size S thôi mọi người ơi. Chứ mã tê hồng mà tím. Trời ơi, em với bồ em đặt vé xem phim và rồi đi chán không sụp của nhà đúng rồi. Sao ép chứ cho em mà tím, mà tím nó rồi đi theo hả? Sao em không bỏ vô túi dắt tụi nó đi, dắt nó đi. Nâu của chị Lan Anh Nguyễn, tím của chị Vi Nguyễn. Rồi rồi rồi, hai đứa em đi coi phim xong rồi đi. Trốn. Đi về hả, có nói gì không? Trốn nó đi, đi qua một mình đúng không? Đâu, tại vì em nghe nói là bồ của Nhật rất là ít nói mà em không nói gì luôn, chỉ cười thôi. Rồi hai đứa nó đi coi phim rồi chỉ nhìn nhau cười thôi hả? Rồi cái này của bé mọi người nha. Size 160 của bé chứ mà bé. Mà bé giùm em, mà bé. Mà bé. Buồn cười quá. Rồi, em này size L mọi người nha chứ mã hoa. Size ML được mã hoa giùm em nè. Size ML được mã hoa, mã hoa. Bỏ luôn đi chị. Rồi em dây size L chứ cho em mã dây. Bé lỗi rồi nha chị ơi. Size L mã dây giùm em nè. Mã dây, mã dây, mã dây. Đi coi phim là coi phim thôi chị, chứ nói gì nữa. Không, chị hỏi vậy thôi, tiện thể chị hỏi vậy dây thôi. Dây của chị Mi Trần. Chị cũng không có ý gì. Size L chứ cho em mã đen, bạn này đẹp quá à. Mã đen giùm em, mã đen, mã đen. Ủa sao 14 tháng 2 không đi mà đợi tới giờ mới đi dữ vậy Nhật. Size M nhỏ 50kg cho mã phối. Size M nhỏ 50kg mã phối giùm em. Mã phối. Đen của chị Chem Lai. Rồi bản caro chất xô. Em này 50kg thôi mọi người nha. Chứ mã caro.
50kg mã caro dùm em chị, mắc cười quá. Mã caro đường dài thanh thang bước đi trên con đường caro của chị Thiết Nhân. Chị mới kiểm sơ sơ là nhiêu đó lỗi rồi ha chị Bộ. Còn mấy con ở đây chưa? Chứ có đẹp ra không? 50kg quay đầu chú cho em mã phối. Sao chị bé ba cho đi giặt đồ ngon lành thơm thảo lắm rồi. Chú cho em mã phối mà chị thấy kiểm không? Lên khí thế lắm, con này lỗi con kia lỗi rồi rốt cuộc cũng một đống lỗi luôn. Bà chị thấy nó bự thôi. Rồi em này size ML chứ mã jean. Phối của chị Kim Thanh. Size ML mọi người nha, mã jean giùm em nè. Size ML chứ mã jean mọi người nha, mã jean. Rồi bản linen. Linen tưng size M chứ gì em mã linen. Size M mã linen giùm em, mã linen. Jean của chị Góc Bình Yên. Một bản caro. Cái này size M chứ mã caro. Linen của chị Khiết Nhân. Size M mọi người nha, mã caro giùm em, mã caro. Rồi em phối size M luôn chứ mã phối. Size M mọi người nha, mã phối giùm em, mã phối. Caro của chị Thúy Hoàng. Size M cho em mã phối. Rồi, em này size LXL cho em mã hoa nhí. Phối của chị Khiết Nhân. Size LXL mã hoa nhí giùm em nè, mã hoa nhí, hoa nhí. Rồi bản caro nâu nha. Em này size M cho em mã caro nâu. Bản này 3L mọi người nè. Size M caro nâu giùm em, mã caro nâu. Rồi một bản hoa xô mọi người nha. Cái này size ML được nè, chứ mã hoa. Caro nâu của chị Khiết Nhân. Size ML được mọi người nha, mã hoa giùm em nè, mã hoa. Size M là đẹp mọi người nha, mã hoa giùm em. Rồi một bản beo mọi người ơi. Cái này size M chú cho em mã beo. Hoa của chị Caro này. Size M mọi người nha, mã beo giùm em bản này, mã beo giúp em. Rồi một bản khoác mọi người ơi. Cái này size ML chứ mã khoác. Bản này rất là dễ thương của Nicoen. Size ML mã khoác giùm em. Mã khoác giùm em nha. Rồi một bản đen size số 9. Size M chứ em mã đen. Size M mã đen giùm em. Khoác của chị Vi Nguyễn. Mã đen. Rồi bản xô mọi người nha. Em này size M chứ mã xô. Size M mọi người nha, mã xô giùm em nè, mã xô. Size M mã xô. Tuyên Phan. Rồi em xám mọi người nha. Cái này size 2X, 3X men vừa chứ mã xám bản này rộng. Size 2X, 3X men vừa, mã xám giùm em, mã xám. Xô của chị Thúy Hoàng. Rồi, một bản họa tiết kiểu như thế này mọi người nha. Cái này là cái yếm đó mọi người nè. Size M, L, XL được chứ cho em mã đen. Sáng của chị Khiết Nhân. Dạ chị Khiết Nhân. Chứ cho em mã yếm, cho em mã yếm. Thất đi chị, em còn nhiều lắm luôn. Cái này size ML chứ giùm em mã rêu. Bản này vải đã lắm mọi người. Size ML mã rêu giùm em nè, mã rêu. Rồi bản trắng mọi người ơi, cái này dễ thương quá à. Size M mọi người nha, chứ mã trắng cưng quá. Em để cái bản này lại em mang mọi người nha, dễ thương quá. Rồi bản xô. Yếm của chị Caroline. Bản xô này ở trên là thêu mọi người nè, ở dưới là xô nha. Cái này size ML, XL được chứ mã xô. Mã xô giùm em cưng của chị Thúy Hoàng. Dạ mắc cười quá, nhìn rất là mắc cười. Ở bản xanh mọi người ơi. Xô của chị Khiết Nhân. Cái này size L nha mọi người nha. Chú cho em mã xanh. Size L mã xanh giùm em nè. Mã xanh. Mã xanh giúp em mã xanh. Đường dài thanh thang bước đi trên con đường dài. Xanh của chị Caroline. Hôm qua là chị chém một chồng hả? Ừ, chém chồng ra chồng kia. Làm cái chồng hôm qua bằng chồng hôm nay không?
qua cái chồng đầm á. Bà không để em ước lượng. Chị có treo đâu? Ai treo? Hôm qua ai treo ngoài? Chị treo chứ ai treo? Chị nhớ không? Sáng nay em nói chị treo đó. Sáng ngày mới có em cái nhau hồi sáng là một chồng đó. Là bằng cái đồng này không? Cái chồng này không? Bằng. Hôm qua hôm kia gì đó chị treo đó. Không, mới sáng này thôi. Mới sáng này thôi. Chị chỉ ngưng em treo hôm qua. Cái này size M chứ mã sọc. Size M mọi người nha, mã sọc giùm em, vải xô, mềm. Ít hơn hả? Mình cũng đâu có bao nhiêu đâu. Cái này hơn chắc một xào, xào rưỡi nha. Rồi, em này họa tiết mọi người nha. Em này size L 2X men vừa cho mã họa tiết. Size L 2X men vừa mã họa tiết cho em. Sọc của chị Thuyết Nhân. Mã họa tiết. Ôi, bản nâu này đẹp lắm mọi người ơi. Bản nâu nè, chất ben nè. Nhưng mà bản này rộng nha. Em này size 2X 3X nha. Cho dù em mã nâu. Size 2X 3X mã nâu giùm em nè. Mã nâu. Mã nâu giùm em. Rồi bạn sát nách dễ thương quá. Em này size M L chứ mã sát nách. Size M đẹp mọi người nha. Mã sát nách giùm em. Mã sát nách. Rồi bạn sọc luôn. Sọc suông. Size M chứ cho em mã sọc. Size M mã sọc giùm em nè. Mã sọc. Sát nách của chị Thiết Nhân. Rồi bạn caro mọi người ơi. Em này size M chứ mã caro. Size M mọi người nha. Mã caro giùm em. Size M cho em mã caro. Rồi bản hồng xô rất là đẹp luôn mọi người. Size M cho em mã hồng. Sao của chị Cẩm Hoài. Size M mã hồng giùm em nè, mã hồng. Caro của chị Samobu. Rồi, một bản xanh rất là yêu mọi người ơi. Tự nhiên không bên này có hai cái gì đây. À, hai cái dây. Size M L cho em mã xám. Hồng của chị Hoa ha. Size M L mã xám giùm em. Rồi bản họa tiết mọi người nha. Họa tiết cái chân bèo rất là dễ thương. Của chị Samobu. Cái này size M L luôn. Chú dê mã họa tiết. Size M L mã họa tiết giùm em. Rồi bản caro mềm ơi là mềm. Cái này size L nha mọi người nha. Size L XL chứ mã caro vải mềm. Size L XL mã caro giùm em. Mã caro. Rồi bản sọc luôn. Cái này size M L chứ mã sọc. Size M L mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi em sang jean sơ mi size M chứ mã jean. Size M mọi người nha, mã jean giùm em nè, mã jean. Sọc của chị Ngọc Anh. Rồi, đây sọc đây. Chứ mã jean mọi người nha, mã jean giùm em nè, mã jean. Ôi bạn xám này đẹp quá. Size M L vừa chứ cho em mã sơ mi. Size M L vừa mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Sơ mi giúp em. Ôi bạn xám nhỏ mọi người nha. Em này size S 40kg thôi. Chứ giùm em mã nhỏ. Size S 40kg mọi người nha, mã nhỏ giùm em, mã nhỏ. Sơ mi của chị Thiết nha. Mã nhỏ giùm em, mã nhỏ. Rồi em xanh. Em này size M L được nha, chứ mã xanh. Size M L mang được nè, mã xanh giùm em, mã xanh. Size M L mang được mã xanh giùm em. Nhỏ còn gì góc Bình Yên. Rồi em này vải rất là đẹp luôn mọi người nè. Em này size L XL nha, chứ mã vàng. Size L XL mã vàng giùm em, mã vàng. Một em đen. Em này size L XL, size L nha mọi người nha. Em thấy để size XL nhưng mà bản này tầm size L là đẹp chứ mã đen. Size L mã đen giùm em. Vàng của chị Món Quê. Rồi bản trắng siêu yêu luôn mọi người ha. Mà bản này bị dính mực ở đây một tẹo mọi người nè. Với lại đây dơ bụi thôi. Đen mọi người tự về giặt. Nhân. Tự về giặt giùm em. Size L 2X men vừa cho mã lỗi. Size L 2X men vừa mã lỗi giùm em, mã lỗi. Ý các bạn xám này cưng quá luôn mọi người. Cái này size M mọi người nha, chứ mã xám lỗi luôn. Size M mọi người nha, mã xám lỗi giùm em bạn này nè, xám lỗi. Size M chứ mã xám lỗi. Sơ mi của chị không 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 có. Này là lỗi. Rồi unit low size
size ML được, cho chị mã uni lỗi. Sáng lỗi của chị Vân Vân. Uniqlo size ML được, cho mã uni lỗi giùm em. Mã uni lỗi. Rồi bảng xanh đầm ngủ nha mọi người nha. Đầm ngủ siêu yêu luôn mọi người nè. Nhưng mà ở đây nó bị vàng tẹo mọi người nè. Em này size L mọi người nha. Size L cho chị em mã xanh lỗi. Uni lỗi của chị Trang Trang. Xanh lỗi giùm em bảng này. Xanh lỗi. Xanh lỗi em không đọc giá, tức là vẫn 39 ngàn mọi người nha. Rồi bảng bi siêu yêu luôn mọi người nè. Xanh lỗi của chị Trâm Lai. Bảng bi có một cái lỗ ở đây mọi người nè. Mọi người thấy không? Cái này size ML cho em mã bi lỗi nè. Size M là đẹp, bi lỗi giùm em. Bi lỗi. Bi lỗi của chị Tiếp Nhân. Rồi, bảng này xinh không mọi người. Cái này size M mọi người nha. Ui, các bạn này bị lỗi nhiều lắm, lỗi nặng. Rồi một bạn uni luôn mọi người nè. Em uni màu be, Uniqlo size L. Rồi bạn này bị ốp màu siêu nhẹ ở đây mọi người nha. Không để sẽ không thấy đâu. Rồi cho giờ em mã be lỗi size L. Be lỗi giùm em. Be lỗi. Rồi bảng caro. Cái này size L cho mã caro. Size L mọi người nha. Mã caro gesso rất là mềm. Rồi bảng xanh đen mọi người ơi. Cái này size M cho mã xanh đen. Không, bảng này size M nhỏ thôi. Size M nhỏ 50kg quay đầu mã xanh đen giùm em. Xanh đen. Đây là một cái dây cho bé mọi người ơi. Này cho bé khoảng tầm 30-35kg nha. Chứ mà bé nè. Mà bé giùm em. Ba chục 35kg cho mà bé. Mà bé giùm em. Một bảng caro đỏ mọi người nha. Em này size M. Chứ mà caro. Size M mà caro. Ủa caro ở đâu vậy? Caro kia kìa. Size M cho mã caro đỏ. Caro của chị Nhung Lu. Caro đỏ giùm em, caro đỏ. Caro đỏ của chị Thiết Nhân. Rồi bảng phối mọi người ơi. Em này size M người nha, chứ mã phối nè. Size M mã phối giùm em, mã phối. Size M cho mã phối. Rồi bảng hoa mọi người nha. Cái này size L cho em mã hoa. Phối của chị Trang Lai. Size L, XL mọi người nha. Mã hoa giùm em nè. Mã hoa. Size L, XL mã hoa. Rồi bảo bảng vàng mọi người nha. Cái này size L cho mã vàng. Vàng. Size L mã vàng giùm em. Mã vàng. Rồi em yếm. Em này size M mọi người nha. Nhưng mà bảng này có bị lỗi nhẹ ở đây nè mọi người. Rồi cho em mã lỗi. Yếm lỗi 20. Size M yếm lỗi 20 giùm em. Rồi bảng xám. Em này size S thôi. Cho mã xám. Size S mã xám giùm em nè. Mã xám, mã xám. Lỗi 20 của chị Thúy Hoàng. Em này size XL mọi người nha, chứ mã rộng cổ sau. Lỗi 20, đúng rồi cái bảng trên tay chị á. Size 1X, 2X chứ mã rộng. Sáng của chị Samuhu. Mã rộng như em, mã rộng. Rồi bảng dây. Em này size SM nhỏ 50kg quay đầu là đẹp chứ mã dây. Size SM nhỏ mã dây giùm em. Mã dây rộng. Rộng của chị Thúy Phương Phạm. Rồi bảng caro. Size M cho mã caro. Dây của chị Mia Trần. Size M mọi người nha, mã caro giùm em nè, mã caro. Rồi bảng xanh xô.
size 2X, 5X, 10X vừa mọi người, chứ không phải xanh. Cái xô này rất là đẹp luôn, chị nào thích mặc oversize tuyệt vời. Cái mã xanh giùm em, mã xanh. Mã xanh. Rồi em dây mọi người nha. Em này size M, chốt cho em mã dây. Caro của chị Samobu nha. Size của chị Khiếp Nhân. Size M mã dây giùm em mã này nè. Size M mã dây. Mã dây giùm em mã dây. Màu em đỏ mọi người nha. Em này size M luôn chứ mã đỏ. Size M mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ. Rồi bản xanh xanh dễ thương quá. Size M chứ mã sát nách. Size M mã sát nách giùm em. Size M thôi mọi người nha. Chứ mã sát nách. Sát nách. Rồi size L một bản dây caro chứ cho em mã caro. Size L mã caro giùm em bản này. Size L cho em mã caro nè, caro giúp em. Sát nách của chị Trang Trang. Rồi bản hoa nhí, em này size M cho em mã hoa nhí. Size M mã hoa nhí giùm em mã hoa nhí. Caro của chị Trang Lai. Không, em nói đại, nói xàm, nói đế. Chứ cái đó mấy ít cũng vừa nha chị. Chứ mà hoa nhí giùm em, hoa nhí. Rồi em này của ớt. Em này size ML chứ cho em mã phối. Size ML mọi người nha. Mã phối giùm em nè. Mã phối, mã phối, mã phối. Rồi bảng caro. Em này của Muji. Size M chứ cho em mã caro. Phối của chị Khuyết Nhân. Muji size M mã caro giùm em. Mã caro. Caro, 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 caro. Chị bộ. Chị nói cho em mua đi chị bộ. Ngày mai cho Hoàng có việc làm. Rồi rải cái đống núi của chị Thúy xuống nè. Caro của chị Sam Bobo. Trời, Hoàng nhất định không làm ô xin cho chị bé ba hả? Đi về. Hoàng nói, bé ba giận. Sao giận? Bé ba kêu là suốt cả lúc. Không, em làm chung với chị với ba đâu, em ghét chị với ba đó. Cái bà hoa này. Cái này size L mọi người nha, chứ mã họa tiếp. Em bà xuống dưới là không có làm gì nữa, tự nhiên ghét ta. Size L mã họa tiếp, chị em mã họa tiếp. Ừ, tự nhiên ghét người ta. Họa là vô duyên nhất. Ừ, vô duyên á. Lúc nào hả, lúc thì chê người ta cái gì. Đợi em xíu nha. Không ai thích chơi với Hoàng hết. Mọi người đợi em một xíu, xíu xíu thôi nha. Mấy chị dám chốt đủ đơn ngày mai bên em báo đơn nha mấy chị. Đúng rồi, ngày mai nhà em báo đơn rồi. Tại vì đợt này nhà em chắc tầm chưa báo. Tại vì hôm bữa là nghỉ nhiều quá đó mọi người. Cho nên mấy chị giờ rảnh lắm. Có hàng là báo liền thôi. Báo đơn mấy chị chuyển khoản công bên em đi đơn nha mấy chị ơi. Chắc chắn thôi. Tại vì đợt này toàn là khách quen thôi. Chị này mất cười. Đợi em xíu xíu mọi người nha. Em đang lỡ vô cái mày cái. Cuối cùng cũng ngủ rồi nha. Ngon không? Chị thấy ăn sao? Ngon. 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 Rụp 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 rụp. Rồi biết là ngon rồi. Ok. Tội nghiệp bé ba quá à. Không có cô Nga. Cô Nga sẽ chửi chỉ cho bé ba la. Ừ. Má chửi lên cái ngọt mà. Biết rồi.
hô xíu em xíu. Hô hô hô. Hô hô hô. Ai là con. Rồi họa tiết của chị Khiết Nhân nè. Đây, lá này nè. Rồi em lên đi mọi người ơi. Họa tiết của chị Khiết Nhân. Em lên này ra. Đỗ Ngọc Sơn đi ngủ đi anh Đỗ Ngọc Sơn ơi. Đâu? Ủa sao mấy nó không thấy ha? Ủa phải anh Sơn mập không ta? Hình như không phải, phải xin lỗi xin lỗi. Đó, cái này là cái yếm mọi người nha. Cái này size L nè, cho cho em mã nâu. Cái này là yếm, size L mã nâu giùm em mã nâu. Đúng rồi chứ. Phải không? Dạ. Dạ. Cảm ơn Sơn, không biết phải anh Sơn mập không nữa. Đúng, anh là Petro và ông An. Đó, thấy con trai cái là dẻo mới sợ. Đó em. Ờ, thấy trai hỏi hỏi gì ơi, hỏi hỏi được. Thấy trai hỏi hỏi vậy thôi chứ có ai ăn thịt đâu. Rồi em này chấm chấm. Của chị Vy Nguyễn. Chấm chấm vàng ở đây. Có năm mới mà đổi avatar mới. Cái này size L mọi người nha. Chốt cho em mã lỗi mọi người ơi, size L mã lỗi giùm em nè, mã lỗi. Mã lỗi. Năm mới là avatar mới. Yeah. Ôi các bạn này đẹp quá mọi người ơi, mà bị chấm vàng rồi. Chấm vàng nè, một cái. Chấm vàng một cái ở đây mọi người nha. Rồi cho em mã tặng nè. Em này size M mã tặng giùm em, mã tặng. Mã tặng. Bản sơ mi này đẹp quá mọi người. Em này size M của Niquan, cho mã trắng. Size M của Niquan mã trắng giùm em nè, mã trắng, mã trắng. Tặng đúng rồi, cái bạn trắng ở dưới là tặng. Tặng của chị Samu. Ui bạn này dễ thương quá. Size M cho mã sơ mi. Size M mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Trắng của chị Thúy Hoàng. Mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Lâu rồi, hôm nay mấy hôm rồi. Cả tuần hơn rồi. Chưa được hàng về, chưa được anh Sơn chở hàng về. Size L cho mã caro. Sơ mi của chị Khiết Nhân. Size L mã caro giùm em, chỗ cái mặt cái đầm to. Mọi người thấy gió nè. Gió có lạnh quá. Ui đất xè cái tùng em đẹp chưa? Mã caro giùm em, mã caro, caro. Caro của chị Tuyên Phan. Con Hiền bây giờ màu nào nó cũng là màu đỏ cam cả chị, đỏ cam là đỏ cam. Còn hả màu nào mà màu gì nó cũng cho là vàng và nâu tây. Em hiểu sao màu xám mà nó nhìn ra màu vàng, màu be mà màu nâu tây luôn á. Rồi em xanh mọi người nha. Em này size L, em size XL chứ không phải xanh. Em nói mai mốt nó mà lấy chồng về xong rồi nó mà như bé mập á là nó sẽ nhìn cái nào cũng ra màu đen cho coi. Size L, XL cho em mã xanh. Mã xanh giùm em mã xanh. Xanh của chị Khiết Nhân. Em này size S mọi người nha, 40-45kg chứ giùm em mã sơ mi. 40-45kg mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Mã sơ mi. Rồi nó sẽ thấy về là thấy màu hồng chứ tại sao lại thấy màu đen. Được rồi, rồi được rồi, chị có coi vài bữa nó có màu hồng không? Dạ. Thấy màu gì ra cũng màu đen. Với lại trắng. Rồi em này size M cho giùm em mã dây. Size M mọi người nha, 50kg quay đầu là đẹp, mã dây giùm em, mã dây. Mã dây, mã dây, mã dây. Sơ mi là gì? Không có sơ mi chứ, có xanh à. Trời ơi, cái bản này phải tới 12 ngàn yên mọi người. Sao vậy? Sao cái bản này tới 12 ngàn yên dữ vậy? Dây của chị Khiết Nhân. Em này size S mọi người ơi, cho em mã mới. Mã mới giùm em, mã mới. Mã mới. Ý cái bản này bị lỗi rồi. Bản này lỗi rồi. Cho mã tặng nha. Cái này size M mã tặng giùm em, mã tặng mới của chị Quy Lan. Mới của chị Quy Lan. Rồi em này size M cho em mã hoa nhí. Size M mọi người nha, mã hoa nhí giùm em nè, mã hoa nhí, hoa nhí, hoa nhí giúp em. Rồi bản caro dán công sở size M luôn, cho mã caro. Tặng của chị Nguyệt Đào. Mã caro giùm em nè, mã caro, mã caro. Nóng mở ra thì nó lạnh. Thôi chị lấy gì chị tủ lên người chị vậy?
mặc cái đầm vô chân này, còn cái này tủ lên người là ấm. Đời mà chị Bùi MT thì Bùi MT cho em xin inbox không phải là size M chứ mẹ dây. Xin lỗi mọi người, size M mẹ dây giùm em nè. Mẹ dây, mẹ dây. Chứ em phải đào tạo cho chị Bộ buổi tối, chị Bộ ngồi chị Bộ trực inbox quá. Em không còn hy vọng một chút hy vọng nào về con Hiền nữa rồi. Dây của Thiên Nhật. Em này size L chứ mẹ Hoa. Sao nó còn đang yêu mà là thời gian đâu. Tối nó có thời gian. Mã Hoa. Size ML Mã Hoa giùm em Mã Hoa. Tập về hả? Còn size M chốt giùm em mã mới. Size SM nhỏ 50 kg quay đầu mã mới giùm em mã mới. Hoa của chị Caroline. Tập về hả chị Khiết Nhân? Không, tập về còn một bao luôn á. Để em tặng chị Khiết Nhân, nhưng mà chị Khiết Nhân chịu ship, cái hôm nào mà có cái đơn nào chị tự chịu ship á em tặng cho. Một bao tạp về của mình để đâu ta? Mã mới giùm em, mã mới. Mới của chị Khiết. À mới của chị Phương Anh Hoàng Lê. Hoa nhí hoa ơ rồi cũng dễ thương lắm chị. Cái gì? Khiết khiết quá. Em này size 1X, 4X mang vừa cho mã đen. Gã hết áo khoác rồi chị ơi. Size 1X, 4X, mã đen giùm em, mã đen. Nhà em không có bán chuyên áo khoác nha, nhà em chỉ áo sơ mi và đầm thôi. Mã đen. Dạ chị, em còn nguyên một kiện tập về luôn á mà em không dám khui luôn á. Đen của chị Nguyệt Đào. Em mà khui một kiện á, có nước mà hả, lập thêm cái bay nữa chuyên bán tập về cả năm mới hết. Giận mà cái bán giờ, từ năm ngoái năm nay xả mấy lần luôn rồi á. Mà em xám mọi người nha. Em này size L, XL cho mẹ xám. Size L, XL mà xám. Mà với cái tốc độ mà check inbox như con Hiền em không dám luôn. Không dám mở thêm một bay nào vì quá mệt mỏi. Tuyển. Nhưng mà tuyển thì chỉ được ban ngày, tối họ sáng của chị Lan Anh. Size 1X 3X chứ mà caro bây giờ ai tuyển em đi. 12 giờ em like xong em trực tới sáng cũng trực luôn á. Em rất là thích trực inbox luôn mọi người, tại vì không phải tiếp xúc, không phải nói chuyện, không làm gì với ai hết. Em là người nội tâm mà đời đưa đẩy sao bắt em đi làm nghề livestream không biết. Chứ mà caro, caro giùm em nè. Dạ, caro. Mấy cái nấu đồ ăn nha. Em này size M chứ mà size Caro của chị Caroline. Ủa chị anh làm gì? Anh lấy tập về làm gì anh Sơn? Em về nấu ăn cho vợ anh ăn. Chứ mẹ xanh giùm em. Trời ơi anh Sơn có hai đứa gái đẹp gái lắm nha. Lớn đấy. Rồi đẹp gái. Nhờ vợ xanh được hai đứa công chúa đẹp đấy. Mình muốn. Ôi bạn phối này xinh quá à. Em này size M chứ gì em mã trắng. 50kg là đẹp mọi người nha. Mã trắng giùm em, mã trắng. Mã trắng giùm em nè, mã trắng. Mua tặng vợ ghê gớm chưa? Tặng vợ. Ở trong vườn điều mà hát mà ở đây nghe được. Lâu đây nè. Người ta đi ngủ hết có thể hát sớm đây này nè. Ô nào là gì? Đám cưới á. Giờ này làm gì có đám cưới. 2 giờ rồi. Nè 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 nè. Màu gì? Trắng kìa. Họ to mọi người. Ê, đang mua đen đàn ông. Chị Khiết Nhân ơi, cái đó chỉ có mấy anh ấy thôi chứ còn bót tóp thôi chứ còn đàn ông thì làm gì mà mặc tạp về nấu ăn chị ơi. Khởi chân. Trắng của chị Hải Hoàng. Xỉu mất. Nghĩ thấy đâu mà đứng.
thời trần mặt tật về nó. Em này size M mọi người nha, chứ em mã xanh luôn. Size M mã xanh, cái này là ý mọi người nha, size SM nhỏ thôi, 50kg quay đầu là đẹp. Mã xanh giùm em nè, mã xanh. Rồi em dây mọi người nha. Em này size M chứ mã dây, cưng. Ủa quá. Nha. Sang mà dây giùm em, mã dây dạ. Sang của chị Bùi mà tê. Dạ thôi kệ đi, có không có cũng kệ đi. Sang ML chứ mã caro. Sang ML mã caro giùm em, chất lai nền mọi người ơi. Đã lắm. Dây của chị Khiết Nhân. Mã caro giùm em. Rồi bọn em họa tiếp mọi người ơi. Cái này size L. Size L cho tới 2 XM vừa cho mã họa tiếp. Caro của chị Khiết Nhân. Size L XL mã họa tiếp giùm em nè. Mã họa tiếp, họa tiếp. Rồi bạn bi mọi người nha. Em này size size XL mọi người nha. Chứ mà bi em thấy để size L thôi nhưng mà size L thôi mọi người, tại vì cái nắp nó vừa size L, form rộng thôi. Chứ mà bi size L, mà bi giùm em. Mã bi nha. Rồi một em dây. Size S chứ mà dây. Size S mã dây giùm em, mã dây. Rồi, một em xô mọi người nha. Cái này size L, XL được chứ gì em, mã xô. Size L, XL. Mã xô giùm em. Ý dễ thương quá. Cái này của bé mọi người ơi. Cái này của bé khoảng tầm 30kg, 35kg chứ mã bé. Bé 30, 35kg ha. Mã bé giùm em, mã bé. Xô của chị Bùi MT. Mã bé giùm em, mã bé. Bé của chị Khuyết Nhân. Size S chứ gì em, mã phối. Size S mã phối giùm em, mã phối. Rồi bản caro mọi người nha. Cái này size M chứ mã caro. Size M mã caro giùm em. Size M mã caro, caro giùm em. Rồi bản sơ mi. Rồi bản sọc. Em này của bé luôn mọi người ơi. Cái này của chị Nhung luôn. Của bé khoảng tầm 30-35kg luôn chứ mã sọc hồng. Của bé 30-35kg nè. Mã sọc hồng giùm em, sọc hồng. Rồi em rêu mọi người nha. Em này size M chứ mã rêu. Size SM mọi người nha. Mã rêu giùm em nè. Mã rêu, mã rêu, mã rêu. Sọc hồng của chị Tiếp nha. Rồi bản xanh mọi người nha. Cái này size M chứ mã xanh, xanh phối dễ thương quá. Size M mọi người nha, mã xanh giùm em, mã xanh. Rêu của chị Khuyết Nhân. Mã xanh giùm em. Rồi, cái này size L, XL chứ gì em, mã phối. Xanh của chị Tuyên Phan. Size L, XL mã phối giùm em nè. Size L, XL chứ gì em, mã phối, mã phối, mã phối, mã phối. Đâu bản nâu. Cái này size S. Cái bản này bị lỗ luôn rồi. Phối của chị Khiết Nhân. Rồi, mua em màu màu đỏ đô hả? Size ML được mọi người nhé. Em này size ML được nè, chốt giùm em mã 39. Size ML được mã 39 giùm em nè, mã 39. Rồi em này size ML luôn, chú cho em mã yếm. Size ML mã yếm giùm em, mã yếm. Ý cái bèo dễ thương quá à. Em này size S thôi, chú cho em mã bèo. Size S mã bèo giùm em nè, mã bèo. 39 của chị Khiết Nhân. 39 là đây. Này là yếm. Yếm của chị Tuyên Phan. Rồi một bạn của chị Tên Chiêm Lai. Một bạn Loan mọi người nha. Em này size ML. Size ML chứ gì em, mã Loan. Loan Loan Loan. Cố lên, cố lên mọi người ơi. Em cũng còn quá trời nhiều luôn. Rồi em họa tiết nè mọi người ơi. Loan của chị Khiết Nhân. Size ML chứ mã họa tiết, bạn đi siêu xinh luôn mọi người. Size ML mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Mã họa tiết.
Rồi một bản caro. Em này size M mọi người nha, chứ mã caro vải mềm. Size M mã caro giùm em, mã caro. Họa tiết của chị caro này. Size M mã caro. Em này size M luôn chứ mã phối siêu yêu luôn mọi người ơi. Size M mã phối giùm em, mã phối. Rồi bản đỏ mọi người ơi, vừa size. Em này size L, XL chứ cho em mã đỏ. Caro, phối Sambuku. Size L, XL mã đỏ giùm em nè, mã đỏ. Phối của chị Nhung luôn, mã đỏ. Rồi bản caro xanh. Size L, XL cho mã caro xanh. Size L mọi người nha, size L là đẹp rồi, cho mã caro xanh baby doll. Đỏ của chị Khiết Nhân. Rồi em bi mọi người nha. Cái này size XL mọi người nha, chứ mã bi. Size XL mã bi giùm em. Size XL mọi người ha, chứ mã bi nè, mã bi giùm em, mã bi. Rồi bản caro đen chất xô dáng oversize xinh lắm. Size ML chứ em mã caro đen. Size ML mã caro đen giùm em nè. Caro đen, caro xanh. Caro xanh của chị Mon Trần. Chị Mon Trần cho em xin inbox số thoại vào bay. Rồi bản sơ mi size ML chứ mã sơ mi. Caro xanh của size ML mã sơ mi giùm em, mã sơ mi. Caro xanh, bi, caro đen. Bi của chị Lan Anh. Caro đen của chị Khuyết Nhân. Mã sơ mi giùm em, mã sơ mi, sơ mi. Rồi bản họa tiết luôn mọi người nha. Em này size XL cho em mã họa tiết. Sơ mi của chị Quy Lam. Size L, XL mã họa tiết giùm em nè. Mã họa tiết giùm em. Size L, XL cho mã họa tiết nha. Rồi bản đỏ luôn. Em này size 1X, 3X mang vừa nè. Cho em mã đỏ. Size 1X, 3X mang vừa mã đỏ giùm em nha. Mã đỏ, mã đỏ, mã đỏ. Sơ mi, họa tiết và đỏ. Sơ mi của chị Quy Lam, họa tiết của chị Khiết Nhân. Rồi bản xanh mọi người nha. Cái này size XL mọi người nè, chứ mã sọc. Size XL, mã sọc. Sơ mi là đó. Yeah, họa tiết. Tiết của chị Tiết Nhân. Mọi người đợi em cứ bên đó nè. Cái này ngừng 100 mọi người. Size XL mã sọc giùm em nè. Mã sọc. Rồi một bảng hoa. Cái này size ML được nè, chứ mã hoa. Size ML được nha, mã hoa giùm em, mã hoa. Sọc của chị Lan Anh. Rồi bản hoa nâu. Cái này size L chứ mã hoa nâu. Size ML mã hoa nâu giùm em, mã hoa nâu, hoa nâu. Hoa của chị Mon Trần. Rồi một bản nha, bi. Cái này size XL, size L, size XL đi mọi người chứ mã bi. Size XL mã bi giùm em, mã bi. Mã bi. Rồi bản sọc. Size XL luôn chứ mã sọc. Hoa nâu. Hoa nâu. Hoa nâu của chị Khiết Nhân. Size L, XL mã sọc giùm em nè. Size L, XL chứ mã sọc. Bi của chị Bùi MT. Rồi bản đỏ mọi người nha. Cái này size ML chứ mã đỏ. Size ML mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ. Size ML mã đỏ. Rồi bản sọc xanh mọi người nha. Cái này size ML chứ mã sọc xanh. Em này là cúc bọc. Size ML mã sọc xanh giùm em, mã sọc xanh. Size ML chứ mã sọc xanh. Bi của chị Bùi MT nha. Bi sọc đỏ sọc xanh. Sọc của chị. Sọc của chị Trâm Lai. Đỏ của chị Lưu Ái Phương. Rồi sọc xanh có bạn nào chốt có lộn, có chị nào chốt sọc xanh không? Chờ còn hát tôi mong em từ đây rồi gì nữa. Không.
chị. Rồi bạn caro mọi người nhé. Em caro này chất xô. Em này size M chứ mã xô, vải mềm vô cùng luôn mã xô. Size M mã xô giùm em. Rồi em này size M mọi người ơi. Chứ gì em mã sáng nát dễ thương không? Size M mọi người nha. Mã sáng nát giùm em, size M được nè, mã sáng nát. Rồi em tím. Size M chứ mã tím. Xô và chị Nhung Lu. Size M mọi người nha, mã tím giùm em, mã tím. Rồi bảng đen. Size M chứ mã đen ở đằng sau mọi người nè. Size M chứ mã đen giùm em, mã đen, mã đen. Rồi bảng nâu. Size M luôn chứ mã nâu. Size M mã nâu giùm em, mã nâu. Tím mà chị lên trương. Size L, XL chứ giùm em mã. Mã 39. Size L, XL mã 39. Size L, XL mã 39 giùm em. Nâu của chị Khuyết Nhân. Size M chứ mã xám. Size M mọi người nha, mã xám giùm em nè. Size M chứ mã xám, mã xám giùm em, mã xám. Rồi bảng hoa. Em này size M luôn chứ mã hoa. Size M mã hoa, size SM được mọi người nè. M đi, mã hoa giùm em. 39. 39 của chị xám. Hoa. Ngon Trần. 39 là bảng caro đỏ nè. Xám của chị Góc Bình Yên. Rồi bảng này là bảng mặt nhà mọi người nha. Cái này size M chứ mã sọc. Size M mã sọc giùm em, mã sọc. Hoa của chị Lưu Ái Phương. Rồi bảng trắng mọi người ơi. Cái này size ML được. Cái này có cúp ở trong mọi người nha. Size ML được cho mã trắng. Mã trắng giùm em, mã trắng, mã trắng. Bảng nâu mọi người ơi. Em này là Lion Soul size M. Size M chứ gì em, mã nâu. Size M mọi người ha, mã nâu giùm em nè. Rồi vào chiếc khoác caro. Em này size M luôn mọi người nha, chứ mã khoác. Size M mã khoác giùm em. Nâu của chị Samugo. Rồi bảng sọc. Em này size M chứ mã sọc. Size M mọi người nha, mã sọc giùm em nè. Mã sọc, mã sọc. Mã sọc giùm em. Một em xám. Size L, XL cho mã xám. Size L, XL mọi người ha. Mã xám giùm em, mã xám. Sọc của chị Khiết Nhân. Rồi bảng hoa. Em này size M, L luôn cho mã hoa. Size M, L, mã hoa giùm em nè. Mã hoa. Size M, L cho em mã hoa. Mã hoa giùm em, mã hoa. Rồi bảng xanh siêu yêu luôn. Size ML cho em mã xanh. Size ML mã xanh giùm em, mã xanh. Hoa của chị Nguyệt Đào. Size ML cho mã xanh. Xám của chị Hằng Mè nhé. Mã xanh. Rồi bảng này dễ thương. Size M cho mã caro. Size S M nhỏ 50kg quay đầu mã caro giùm em, mã caro. Caro xanh, caro xanh của chị Khiết Nhân. Size M L cho giùm em, mã nâu. Caro của chị Khiết Nhân. Size M L mã nâu giùm em nè, mã nâu, mã nâu, mã nâu. Xanh, caro và nâu. Rồi, em này size M. Size M chứ mã caro đen. Size M mã caro đen giùm em, caro đen. Rồi bọn em xám dán công sở nha.
Em này size M luôn mọi người nè. Cho em mã xám. Bản này 50kg quay đầu giùm em thôi. Của Banana Republic. Em này size SM nhỏ 50kg quay đầu mã xám giùm em. Rồi, màu em nâu luôn. Em này size M. Size M chứ giùm em mã 39. Xám. Ca đô đen. Của chị Tiết Nhân. Xám. Xám của chị Trinh Võ. Mã 39 giùm em. Size M chứ mã 39. Cái này đẹp rồi. Một bản sáng nách. Em này size M thôi chứ mã sáng nách. Bản này vải đẹp luôn. Size M nha. Mã sáng nách giùm em. Mã sáng nách. Tôi mong em từ đây. Rồi bản xám tay dài. Size ML chứ mã tay dài. Size ML mã tay dài giùm em. Mã tay dài. Sách nách của chị Lưu Ái Phương. Sáng là con kia. Con kia là nâu. Con này là tay dài. Xác đó. Sáng là con nào? Sáng là con này. Sáng là con này. Thì chị hỏi con này, con này. Em chỉ con này mà. Xong rồi không ai nhìn ai hết. Mặt ai nấy làm. Rồi tay dài đây. Tay dài của chị Nhung Lưu. Rồi một chiếc yếm. Oli. Cái yếm này của bé mọi người dễ thương không? Cái này của bé mọi người nha. Cái này của bé khoảng tầm 30-35kg cho mà bé. Mà bé cho mẹ mà bé. Rồi em sọc. Em này size M chứ mà sọc. Size M mọi người nha, mã sọc giùm em, mã sọc. Mã sọc. Đồ bản họa tiết. Em này size L chứ giùm em, mã họa tiết. Size M L được mọi người nha, mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Bé. Bé là cái yếm á. Bé của chị Trinh Võ. Rồi bản dây con mọi người nha. Cái này ở đằng trước là cái này, ở đằng sau thấp hơn. Cái này size L, XL cho mã đen. Yếm là đây. Bé đó, là bé. Rồi cho em mã đen. Size L, XL, mã đen giùm em. Sọc đúng rồi. Sọc của chị Sa Nguyễn. Rồi bản dây xô. Em này mặc nhà không lót. Size F cho em mã dây. Đen của chị Caro Mai. Size F mọi người nha. Mã dây giùm em nè, mã dây, mã dây. Một bạn caro đen luôn ở đằng sau hở. Em này size SM nhỏ 50kg quay đầu chứ mã caro đen. Dây của chị Mia Trần. 40-50kg mã caro đen. Rồi bạn xanh mọi người nha. Em này size M chứ mã xanh. Size M mọi người nha, mã xanh giùm em, mã xanh. Rồi bạn xám. Em này size L, XL cho mã xám. Caro đen của chị Kiếp Nhân. Size L, XL mã xám giùm em nè. Mã xám, mã xám, mã xám. Mấy giờ chị biết? 12 giờ 8 phút. Wow. Mọi người còn coi không mọi người? Rồi, em này nhỏ. Size S 40kg, 42kg thôi. Cho em mã nhỏ. 40-42kg mã nhỏ giùm em nè. Mã nhỏ, xám. Xám của chị Bùi MT. Rồi bản công sở. Cái bản này cái cổ vuông rất là xinh luôn. Coi mà, yeah. Rồi em này size L mọi người nha. Cho mã công sở. Size L mã công sở giùm em nè. Công sở. Rồi bản caro xanh. Em này còn mới luôn mọi người, 2500 yên. Size SM nhỏ luôn. Em này 50kg quay đầu giùm em thôi. Chứ mã mới.
50 kg quay đầu nha, mã mới giùm em. Con sợ. Đúng rồi, đó. Con sợ của chị Hải Yến, mới của chị Khuyết Nhân. Cái này size M cho em mã bi. Size M mã bi giùm em nè, mã bi, mã bi. Size M. Ui bạn này dễ thương quá ha. Cái này size M, bản này ở dưới chân thô theo đục lỗ của SM2 mọi người nè. Đối với em mã theo bi của chị Hồ Dinh nha. Mã theo giùm em. Còn em dây mọi người nha. Ui bạn dây yếm size M chứ gì em mã yếm. Size M mọi người nha. Mã yếm giùm em nè. Mã yếm. Size S, M nhỏ 50 kg quay đầu chứ mã caro. Theo của chị Khuyết Nhân. Size S, M nhỏ 50 kg quay đầu mã caro giùm em. Yếm của chị Bùi MT. Mã caro. Rồi em sọc mọi người nha. Cái này size L, XL chứ gì em mã sọc. Theo đó. Size L, XL chứ mã sọc. Caro của chị Hải Hoàng. Size L, XL mã sọc giùm em, mã sọc. Mã sọc. Rồi bản caro đỏ. Cái này size S. Chớ với em mã caro đỏ 40-45 kg thôi. Caro đỏ giùm em. Caro sọc đỏ của chị Vi Nguyễn. Rồi bản caro vàng. Ý, bản này bị lỗi tùm lum hết. Cái này của bé luôn. Cái này của bé khoảng tầm 30-35 kg. Chớ với em mã bé này. Mã bé giùm em, mã bé. Caro đỏ của chị Khiết Nhân. Size L, XL vải xô nha, cho mã hoa. Size L, XL mọi người ơi, mã hoa giùm em, mã hoa, mã hoa, mã hoa. Rồi bản hoa nhí luôn. Cái này size size M nhỏ 50 kg quay đầu cho mã hoa nhí. Size M nhỏ mã hoa nhí giùm em. Size M nhỏ mã hoa nhí. Hoa. Hoa của chị Khuyết Nhân, hoa nhí của chị Thiên Nhật. Cái bảng này là một cái bảng khác đó mọi người nè. Oversize. Chứ nha mã khoác. Ui trời, cái bảng khoác này sang ý. Mã khoác giùm em. Oversize mọi người nha. Giống ăn tò không mọi người. Cái mã khoác giùm em mọi người nha. Mã khoác mỏng thôi à, không có dày đâu mọi người ơi. Rất là xinh. Alo. Alo. Không, không một ai. Không một ai lấy một cái khoác của em. Rồi em trắng. Size M cho mã trắng. Size M mã trắng giùm em nè. Mã trắng, mã trắng. Ủa em thấy cái khoác đẹp mà mọi người. Mọi người không thấy đẹp. Size L. XL cho mã phối. Size L thôi mọi người nè. Mã phối giùm em, mã phối, mã phối, mã phối. Trắng của chị Minh Gấu. Rồi em sọc. Rồi một bản hoa nhí xô. Size ML cho em mã hoa nhí. Mở ra đi vậy. Size ML chứ gì em mã hoa nhí giùm em, chắc xô. Size ML mã hoa nhí, hoa nhí. Rồi bản xám mọi người nha. Cái này size M chứ gì em mã xám. Size M mã xám giùm em, mã xám, mã xám, mã xám. Hoa nhí của chị Khuyết Nhân. Rồi bản hoa vàng mọi người ơi. Em này size L. Size L mọi người nha, size L. Tại vì cái bản vai này nó cũng không to lắm mọi người. Size L, XL được chứ mã hoa vàng. Hoa vàng giùm em, mã hoa vàng. Hoa vàng. Rồi bản sọc mọi người ơi. Em này size 1X cho tới 3X vừa chứ mã sọc. Mã sọc giùm em.
Size 1X, 3X mọi người nha, chứ mã sọc, mã sọc. Rồi một bảng nâu. Size M chứ mã nâu, nâu tay mọi người nè. Size M mã nâu giùm em, mã nâu. Quá vàng của chị có mua thôi. Mã nâu giùm em. Rồi bảng sọc luôn mọi người nè. Cái này size M chứ giùm em, mã sọc trắng. Size M mã sọc trắng giùm em nha, mã sọc trắng. Nâu của chị Khiết Nhân. Size M chứ giùm em, mã dây. Size M mã dây giùm em, mã dây. Mã dây. Rồi bảng phối. Size M chứ mã phối nha. Dây của chị Chem Lai. Dễ thương không mọi người. Size M mã phối giùm em nè. Mã phối, mã phối, mã phối. Rồi một bảng họa tiết nha. Cái này là cái yếm mọi người ơi. Phối của chị Tiết Nhân. Cái yếm dạng yếm gì không biết luôn. Chứ mã yếm oversize. Size nào mà cũng được mọi người nha. Mã yếm. Mã yếm giùm em nè. Rồi bảng caro xinh. Size M chứ mã caro dáng công sở. Đằng sau có dây mọi người nha. Size M mã caro giùm em. Mã caro, caro. Yếm của chị Mia Trần. Rồi bảng rêu. Cái này size ML chứ gì em, mã rêu. Cúc hàng cúc đảo quá mọi người ha. Size ML mã rêu giùm em nè. Mã rêu. Size ML mã rêu. Rồi bảng tím. Tím lỗi luôn. Trời ơi cái bảng dây loan này đẹp quá mọi người nè. Cái này size M nha mọi người nha. Chú cho em mã loan. Mã riêu, mã caro, mã riêu. Riêu của chị. Riêu của chị Môn Trần. Mã loan giùm em, mã loan. Caro nè. Mã loan. Trời ơi caro đẹp vậy không ai lấy mọi người. Loan của chị Khiết Nhân. Cái này size M chứ mã caro đỏ. Size M mã caro đỏ giùm em nè. Size M mã caro đỏ. Caro đỏ giùm em. Rồi bảng xanh Uniqlo size M. Ở đây Uniqlo size L nhưng mà em hay mặc rộng nha. Thì size em nghĩ là size M ok chứ mã uni. Uni giùm em nè. Caro và thì bùi MT. Rồi bảng xanh mọi người ơi. Size ML luôn chứ giùm em mã xanh, xanh rêu luôn. Size ML. Xanh của chị Minh Gấu. Không, uni. Uni ở xanh là con nào? Không có. Uni của chị Mai Meo nha. Chớ gì em mã xanh bản này nè. Xanh này là xanh rêu. Không có xanh nha chị Minh Gấu. Xanh đây. Xanh của chị Mai Meo. Rồi bảng hồ kem mọi người ơi. Em này size L chứ mã kem. Size ML được mọi người nghe. Mã kem gì em, mã kem. Không chị. Đâu em mua từng lần đầu tiên là em mua đâu 400 cái móc mà cứ lẩm đẩm em đi mua 100, 200 nhưng mà không tới 1000 cái đâu chị. Không chắc cũng gần 1000 á nhờ. Tại vì chứ có rồi xong bắt đầu em mua. Cứ lẩm đẩm em mua sau em cứ mua hay mua lắm rồi cái lúc mà chụp đồ cũng mua hết 400 móc ấy. Chắc cũng 1000 á chị. Trời ơi mà mỗi lần hả treo đồ bán nè. Xong rồi đi phơi đồ của chị là không có đủ móc luôn á. Xong rồi về tranh nhau rồi cãi nhau, úng sùm lên. Rồi em này size M chứ mẹ dây. Nhất là Thúy đúng không? Size M mẹ dây giùm em nè. Mẹ dây, mẹ dây. Tự giác đi lấy móc đàng hoàng. Dây của chị. Ý bảng xanh này đẹp lắm mọi người nè. Dây của mà chị Thiết Nhân. Bị vàng ở đây một tẹo rồi. Tưởng tượng một đống mắt. Ơi bảng này là size XL mọi người nha, size XL nhưng mà cái này bị lỗi rồi. Chứ mã lỗi 20 thôi, cái bảng này đẹp mọi người nè. Lỗi 20 giùm em. Rồi, em này hoa nhí, em này size M. Chứ mã hoa nhí nè. Size M mã hoa nhí giùm em, mã hoa nhí. Hoa nhí. Hoa nhí, hoa nhí. Mọi người cũng vãn vãn đi ngủ hết rồi đó. Lỗi 20 của chị Trương Mỹ Phương. Rồi, bảng này sát nắp dễ thương mọi người. Em này size M cho mã sát nắp. Size M mã sát nắp giùm em. Sát nắp. Rồi, em này của Uniqlo size M. Chốt giùm em mã uni.
Unit low size M mà uni giùm em bạn này. Unit low size M cho em mã uni, uni. Uni. Rồi bạn dây này xinh nha mọi người. Uni của chị Bùi MT. Cái này size M cho em mã dây. Cái này đầm dây hoặc làm yếm đều được, size M mã dây giùm em mã dây. Này rất là đơn giản luôn á. Tại sao phải vậy? Ai vậy? Mắt thẩm mỹ quá kém. Chị Hoa. Làm bao lâu rồi mà không biết là cái nào được, cái nào không được. Bản này bị lỗi luôn mọi người, bản này rất là dễ thương mọi người. Dễ thương mọi người. Bạn này bị lỗi ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Vàng ở đây mọi người nè. Rồi chốt cho em mã lỗi 20, size M là được mã lỗi 20 giùm em. Dây của chị lỗi 20. Dây của chị Minh Châu Lê. Rồi, cái này size M dáng công sở nha. Chốt cho em mã B. Size M dáng công sở mã B giùm em nè, mã B. Cái bạn này nhỏ nha mọi người. Lỗi 20 của chị Hồ Dinh. Em này eo 70 thôi. Chứ mà công sở eo 70 đổ lại thôi. Mã công sở cho em nè. Công sở nha. Rồi bảng xanh. Em này size L, XL xanh tím. Chứ em mã chữ. Size L, XL mã chữ cho em, mã chữ. Rồi một bảng hoa, hoa xương rồng mọi người ạ. Đúng rồi, công sở. Công sở của chị Mia Trần. Em này size ML được cho em mã họa tiết. Size ML được nha, mã họa tiết cho em. Rồi em này chốt xô mọi người nha. Em này size L cho em mã xô. Size L mã xô giùm em nè, mã xô. Rồi bảng xanh đen. Cái này size L luôn chứ mã xanh đen. Họa tiết của chị có mùa thu. Size L mã xanh đen giùm em bạn này nè. Xanh đen giúp em, xanh đen. Rồi show, em xám. Số của chị Hải Yến. Unit low size M cho em mã xám. Unit low size M mọi người nha. Mã xám giùm em, mã xám. Mã xám. Rồi bảng caro. Em này size M luôn chứ mã caro. Size M mã caro giùm em, mã caro. Size M mã caro giùm em. Xám của chị Hải Yến. Mã caro. Caro của chị Khiếp Nhân. Rồi em này size M chứ mã sọc. Size M mọi người nha, mã sọc giùm em nè, mã sọc. Size M chứ mã sọc. Rồi đây là một bảng họa tiết nha. Cái này size L. Size L, XL cho em mã họa tiết. Size L, XL mã họa tiết. Mấy giờ chị? 12 rồi, like tới 12 rồi em nghỉ nha. Rồi sọc của chị Sang Nguyễn. Size M cho mã dây dễ thương không mọi người. Size M mã dây giùm em nè. Mã dây, mã dây, mã dây, mã dây. Họa tiết của chị Lan Anh, dây của chị Mai Mèo. Rồi em này size, size L nha, cho mã hoa nhí. Có một cái cúc ở đây nữa mọi người ơi. Em này size L mã hoa nhí giùm em nè, hoa nhí, hoa nhí. Rồi em sọc luôn. Em này size M cho mã sọc. Size M mọi người ơi, mã sọc giùm em nè, size M mã sọc. Rồi mấy em phối mọi người nha. Cái này size ML cho mã phối luôn. Size ML mã phối giùm em. Mã phối, mã phối. Rồi bảng họa tiết thổ cẩm. Size M cho em mã thổ cẩm. Size M mã thổ cẩm giùm em nè. Mã thổ cẩm. Phối của chị Khiết Nhân. Size M mã thổ cẩm.
Rồi mà em sọc trắng. Em này size M cho mã sọc trắng. Size M mã sọc trắng giùm em. Size M mã sọc trắng. Thổ cẩm của chị Khiết Nhân. Rồi mà em đen body quá trời đẹp mọi người. Đen body size M mọi người nha. Chúc cho em mã body. Có cái cúp ở đây mọi người, cúp nhẹ. Size M cho mã body giùm em nè. Mã body, body. Mà em xanh khỏi chị. Sọc của chị Sang Nguyễn. Rồi em này size M cho mã xanh. Size M mã xanh giùm em nè. Size M cho mã xanh. Mã xanh giùm em, mã xanh. Rồi bạn nâu nha. Em này size SM nhỏ 50kg quay đầu cho mã nâu. Size SM nhỏ 50kg quay đầu nè. Mã nâu giùm em bạn này. Cho em mã nâu. Mã nâu. Xanh của chị Hà Dinh. Nâu của chị Khiết Nhân. Rồi em xám mọi người nha. Em này size ML cho mã xám. Size ML mã xám giùm em bạn này nè. Size ML cho mã xám. Xám giùm em. Rồi, Uniqlo size M cho giùm em mã uni. Ý bạn này bị lỗi rồi. Cái cổ bị lỗi rồi chứ mã tặng nè. Tặng giùm em bạn này mã tặng. Mã tặng nha. Đâu có, để ra cho chị kiểm đó. Ủa lỗi rồi hả? Không thấy. Size M cho mã caro. Tặng của chị Sang Nguyễn. Size M cho mã caro nha. Tặng là cái bản sọc này chị. 12,5 chưa? Mã caro. Rồi em này size ML cho chị em mã sáng. Hôm nay em phải tối nay phải duyệt bài cho tụi nó. Ngày mai mình mới có thể live buổi trưa được, không là hết một ngày. Và sáng bà Hiền bà làm sao mà xong rồi em bị lóc cái Instagram luôn. Trời ơi. Mà hết rồi, đẹp quá ha. Xinh ơi, xinh. Sáng của chị Tiếp nha. Size M nhỏ 50kg quay đầu giùm em nha. Chú cho em mã ren. 50kg quay đầu giùm em nè. Mã ren, mã ren. Rồi một em xanh mọi người nha. Em này size ML cho chị em mã xanh. Size ML mã xanh giùm em nè, mã xanh. Ren của chị Ngõ Mùa Thu. Rồi, em này size S mọi người ơi, bạn này to size L, XL lận. Chứ mã caro. Ngày mai chắc buổi trưa ngày mai nhà em vẫn like đầm 39.000 cho hết. Xong rồi tối em mới like mong tơ ghi được mọi người nha. Chứ mã caro giùm em nè. Size L, XL mã caro giùm em, caro. Caro. Rồi một bạn phối. Caro của chị Phương Tường. Em này size size M mọi người nha, chứ mã phối. Size M mã phối giùm em nè, mã phối. Mã phối. Rồi em xanh luôn mọi người. Size M chú cho em mã xanh giùm em mã xanh. Hết sức rồi chị ơi. Size M mã xanh hết sức rồi chị, cho chị Thúy đi về ngủ nữa. Rồi hả? Tối mà chị Sang Nguyễn. Không, ngày mai chị không đưa con chị đi học kịp là chồng chị không cho chị đi làm nữa, tội nghiệp tụi em chị. Size M chú cho em mã xanh giùm em chiếc xô. Xanh của chị Khiết Nhân. Mã xanh. Rồi bạn caro mọi người nha. Em này size M chứ mã caro nè, dễ thương mọi người. Size M mã caro giùm em, mã caro. Size M chứ mã caro. Caro. Caro của Kim Thi. Rồi bạn Hoa Nhí luôn. Em này size M chứ mã Hoa Nhí. Size M mã Hoa Nhí giùm em, mã Hoa Nhí. Vậy người ta khi người ta mặc người ta giặt cách nào ta để nó không ra nhầu. Hoa Nhí giùm em, size SM mã Hoa Nhí. Mã Hoa Nhí giùm em, mã Hoa Nhí. Em thì không mệt nhưng mà cho chị Thúy mệt. Em này size L cho chị em mã hoa trắng. Hoa Nhí của chị Bùi MT. Size L, XL mã hoa trắng giùm em nè, mã hoa trắng. Bé Mập trả lời em là sẽ giặt khô chị. Hỏi ủa em giặt khô là giặt sao? Em không biết nữa, thì không giặt nước thì giặt khô chứ em cũng không biết là giặt sao. Làm giống như là thông thái lắm vậy đó, nhưng mà không biết. Hoa trắng của chị Khiết Nhân. Size M. Em này linen nha mọi người nha. Size M cho mã linen. Size M cho mã linen giùm em nè. Linen.
Đồm em nâu yếm mọi người nha. Size M cho gì em mà yếm. Size M mà yếm gì em mà yếm. Size M mà yếm. Line nền của chị Thiên Nhân. Đầu bảng xô. Rồi một em xanh xô cho mã xanh, size SM cho mã xanh. Size SM mã xanh giùm em nè, mã xanh. Đầu bảng xanh đen thêu, size M cho em mã thêu. Size M mã thêu giùm em bạn này, size M cho mã thêu. Yếm của chị Bùi MT. Size M mã thêu giùm em mã thêu. Ui bạn này cưng lắm mà bị lỗi rồi mọi người ạ. Xanh của chị Nguyễn Dương Tố nữ. Theo của chị Hân Hân. Mà bị lỗi rồi chị. Vàng Nguyễn Dương Tố nữ cho em xin inbox số thoại vào bay. Em này bị vàng nhẹ 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 mà, nha mọi người nha. Đây size M cho mã lỗi. Vẫn 39 ngàn mọi người nha. Size M cho mã lỗi nè. Mã lỗi giùm em. Rồi để rồi đó luôn chị. Lỗi của chị Sa Nguyễn. Cái bảng này rất là đẹp mọi người nha. Nhưng mà cái này mọi người về giặt giặt khô giùm em. Đừng có giặt nước. Sợ cái hoa này nó sẽ ra màu nè. Hoa đỏ này có nó sẽ ra màu nha mọi người nha. Chứ mã hoa lỗi chân váy size M. Đúng rồi xanh. Xong rồi lỗi. Theo là các bạn đó đó. Còn này là lỗi. Theo của chị Hân Hân. Lỗi của chị Sa Nguyễn nha. Rồi chú giùm em mã. Ủa cái này đầm dây hả? Đúng rồi đầm dây á. Chú em mã hoa lỗi giùm em nè. Hoa lỗi nha. Rất là xinh. Mấy giờ chị thấy? 30. Ok. Like tiếp đi. Hoa lỗi của Thiên Nhật. Size ML chú em mã sọc. Size ML mã sọc giùm em nè. Mã sọc. Size ML mã sọc. Rồi em này size M chú mã phối. Ôi trời ơi, em nóng bụng quá. Ăn nhiều. Xung quá. Mai nói với ba đừng có mang xung qua nữa. Size M cho mã phối giùm em nè. Mã phối. Sọc của chị Khiết Nhân. Size S cho mã họa tiết. Phối của chị Khiết Nhân. Size S mọi người nha. Mã họa tiết giùm em. Size S mã họa tiết. Sọc và phối. Mã họa tiết giùm em. Mã họa tiết. Đường dài thanh thang. Chị bộ ngủ đi. Họa tiết của chị Nguyễn Dương Tố Nữ. Rồi em đen mọi người nha. Em này size M chứ mã đen. Không, mã này size S thôi. 40-45kg thôi mọi người nha. Chứ cho em mã nhỏ. Size S mã nhỏ giùm em mã nhỏ. Ngày mai chị Thúy có đi làm không? Vậy ngày mai chị Thúy thì với lại chị Hoa thì sẽ ra hàng đi. Còn chị đi kiểm hết mấy cái đống đó đi chị. Cái mai mốt kiểm không kịp để chụp. Với lại là để nó có lỗi lỗi vậy chụp xong uổng lắm. Rồi em body size S của cha rà cho em mã body. Size S của cha rà mã body giùm em nè. Size S cha rà mã body. Ui cái này đẹp mọi người ơi. Rồi một bảng cuối cùng em nghỉ nha. Để cho mọi người đi ngủ giải tán. Em này size L. Size L cho mã xanh. Mã xanh giùm em mã xanh. Body của chị Nguyễn Đinh Kim Ngân. Size L cho mã xanh. Mai cũng có ít mà. Chị Thúy với chị Hoa ra buổi trưa là xong. Rồi bye bye mọi người. Size chúc mọi người ngủ ngon. Chưa ngày mai nhà em like đầm nữa mọi người nha. Xong rồi là buổi tối sẽ like áo mông tơ ghi mọi người nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.